Hello anh em, chào mừng anh em quay trở lại với kênh của mình. Chúng ta tiếp tục đến với tựa game Thiếu Niên 3Q. Hôm nay thì mình sẽ share mấy cái code mới ở trong cái game này, bản chung cho anh em nào chơi bản chung nhé. Đây, mình vừa mới nhập vào, mình được nhận mục 1 thư đây. Được có 300 vàng thôi anh em ạ, nhưng mà thôi không sao. Nó có mấy cái để mình nhập thử và cho anh em xem, nếu có được thì anh em làm theo. Cái cách mà lấy nhận code thì mình đã làm một cái clip hướng dẫn cho anh em rồi, thì anh em cứ làm theo thôi nhé. Cái hướng dẫn nhập code đấy, thì anh em sau khi em vào trong cái nhập code này thì anh em bấm vào này là anh em nhớ viết hoa nhé, S VIP 666 đó, xong anh em ấn enter là anh em sẽ có được một cái thư này. Bây giờ mình sẽ thử cái code thứ hai, nghĩa là cái code đầu tiên là chắc chắn thành công rồi đấy, bởi vì là mình đã thử vừa rồi. Còn cái code thứ hai này là SVIP 777. Chúng ta thử xem nhé. Đây là đang có 1 thư này, xem là cái vư thư của mình nó xem có lên 2 thư không, thì nếu 2 thư là được này. Như vậy là có được anh em ạ. Thư của mình đã lên số 2 thư đây rồi, nghĩa là có được. Cái code thứ ba này. SVIP 888. Như vậy là vẫn được, mình đã lên được thứ ba rồi, 3 thư rồi. Tiếp tục đi. SVIP 999. Như vậy là mình lại được tiếp lên 4 thư rồi. SVIP này. Bây giờ mình thử 000 thế nào. Lên được 5 thư rồi anh em ạ. 000 lên được 5 thư. Ok, mình sẽ tiếp tục 111 xem. 111. Xem nào. Như vậy là 111 đấy được. Chỉ có 000 được thôi, 111 không được à? SVIP này, 222 xem. Như vậy là không được rồi. Anh em cứ thử lần lượt từng cái một nhá. Lúc nãy mình thử cho là từ 666 đến 7788999 và 000 thì đều được nhá. Vừa rồi mình thử 32 cái số 1 và số 2 là không được. 333. Như vậy là không được anh em ạ. Bây giờ mình thử cái ấy đi, thử cái 10 đi. Chắc là mẹ cái này thì tự mình thấy cũng hơi ngớ ngẩn, nhưng mà mình cứ thử nhập vào xem, bởi vì là mấy cái vừa rồi mình nhập bừa mà vẫn được đấy. Mình không nghĩ là cái 000 mà nó cũng được đâu, mà nó vẫn được. 10 thế nào. Như vậy là không được. 555 đi. 5 được. Thôi, như vậy là chỉ có, mình cảm thấy là chỉ có 666, 777, 888 và 999 và 000. Nghĩa là mấy cốt nhỉ? 6 7 8 9 0 là 5 cốt. Anh em có thể nhận được 5 cốt đây. Quà đây khá là ngon. Đây là cái cốt 000 của mình lúc nãy này. Khá ngon này. Cái cốt thứ hai này. Khá ngon luôn, anh em cứ vào đây anh em nhận thôi. 2 cuốn sách, hai cái bịch sách kinh nghiệm này. Cái 55, cái 66 lúc đầu thì chỉ được 300 vàng thôi cũng được rồi. Thế là cũng ngon rồi. Có một số anh em hỏi là mình là cốt Nhật có không, thì cái bản Nhật thì nó gần như là không có cốt đâu anh em ạ. Bản Nhật chơi cực kỳ là cực khổ, nhưng mà anh em chơi thì nó cũng quen với cả khi mà về Việt Nam thì mọi người chơi nó sẽ dễ, mình nghĩ là nó sẽ giống bản Việt Nam nhất trong tất cả các bản. Thế còn bản Nhật tải thế nào thì trong cái kênh của mình có cái clip hướng dẫn tải các cái bản Nhật, Hàn, Trung ở trong tựa game này đấy, thì anh em vào xem cái clip đấy nhé. Hôm qua thì làm cho anh em cái hướng dẫn xây dựng đội hình thục rồi, nhưng mà mình đang có một cái thử nghiệm cực kỳ là mới, đó là sẽ dùng một nhân vật mà nó không phải là đội của Thục và mình thấy đang đánh rất là hiệu quả, nhưng mà mình chưa dám khẳng định 100%. Mình sẽ test nhiều cái này để mình sẽ thử lại cho anh em xem. Đó là mình bỏ Hoàng Trung ra và mình thay bằng Hoa Hùng, một nhân vật của team quần vào trong team Thục của mình. Mình sẽ test thử xem, là mình cảm thấy là hôm qua thì mình mới test thử một buổi thì mình thấy là rất là hiệu quả ở trong cái đội của mình. Thì mình sẽ cần phải thời gian để mình test thêm xem như thế nào. Mình nghĩ là không nhất thiết là chúng ta cần phải đi nguyên một nước giống nhau đâu. Chúng ta có thể đổi cái phá cách được. Như Hoa Hùng ở đây là cái skill của nó có khống chế và đánh cũng hàng trước giống như Ngụy Diên, cực kỳ là hiệu quả khi mà Ngụy Diên kết hợp cùng với cả Hoa Hùng, hai người cùng đánh hàng trên với nhau. Nó làm cho cái hàng trên của địch quét rất là nhanh anh em ạ, quét cực kỳ nhanh luôn. Nhưng mà cái này thì mình chưa dám khẳng định nên là cần phải có thời gian, mình sẽ làm cho anh em sau. Hôm trước thì nhận được cái 100 bao nhiêu vé quay thì mình cũng quay hết cho anh em rồi. Quay hết cho anh em xem trong cái clip quay 100, gần 150 vé và kết quả như thế nào đấy. Thì mình thấy rằng nhá, cứ 20 lần quay thì anh em sẽ chắc chắn sẽ được một tướng đỏ. 20 lần quay chắc chắn sẽ được một tướng đỏ. Tướng gì thì không biết nhưng mà chắc chắn sẽ được tướng đỏ nữa đấy. Và trong cái clip đấy thì mình đã chứng minh cho anh em thấy là cứ 20 lần quay anh em chắc chắn có một tướng đỏ luôn. Ok, clip này thì mình dừng ở đây thôi. Hy vọng rằng là clip sẽ hữu ích với anh em. Và những anh em chơi bản chung thì hãy nhập những cái code này vào. Chắc chắn là anh em sẽ nhận được nhé. Cảm ơn tất cả các anh em và hẹn gặp lại anh em ở những clip sau.